Quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Thăng Long Warriors đã tạo nên những tiếng vang nhất định tại giải bóng rổ chuyên nghiệp VBA 2017 năm nay. Và điều gì đã giúp cho những chiến binh khủng long tạo nên một cái dấu ấn như vậy ở cái giải bóng rổ chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam? Chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời thông qua một nhân vật rất đặc biệt. Đó là chị Tracy Lương Quỳnh Thư, chủ tịch của câu lạc bộ bóng rổ Thăng Long Warriors và là bà bầu duy nhất của thể thao chuyên nghiệp Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Xin chào chị Tracy Lương Quỳnh Thư, xin được cảm ơn chị đã tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và cũng xin được chúc mừng câu lạc bộ Thăng Long Warriors, một tân binh nhưng đến lúc này đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Vậy theo chị điều gì đã làm nên thành công của câu lạc bộ? Thực sự là cái thành công này cũng là một cái sự nỗ lực và cái sự phấn đấu của cả một cái ekip và một cái tập thể từ ban huấn luyện, ban chuyên môn và đặc biệt là cái sự đóng góp không nhỏ của các anh em cầu thủ. Và chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng về cái thành công cho đến thời điểm này. Vâng, thưa chị, gây dựng một câu lạc bộ chơi chuyên nghiệp và thi đấu ở một giải bóng rổ chuyên nghiệp, theo chị có khó khăn gì không khi mà từ trước đến nay thì chúng ta vẫn có cái khái niệm là ông bầu chứ không phải là bà bầu? Câu hỏi rất là thú vị. Tôi không đặt nặng cái vấn đề giới tính trên cái cương vị là lãnh đạo của một cái câu lạc bộ, vì theo tôi nghĩ dù là nam hay nữ thì chúng ta cũng phải đặt cái trách nhiệm cũng như cái tính hiệu quả của công việc là ngang nhau. Chúng tôi có cái một năm để quan sát cái giải VBA. Chúng tôi có cái một năm để quan sát cái giải VBA với tư cách là một cái nhà tài trợ giải, và tôi thấy cái đánh giá cao cái sự chuyên nghiệp của giải từ cái khâu quản lý tổ chức của ban tổ chức, của ban huấn luyện, ban chuyên môn, và đặc biệt là cái cách mà họ đưa cái những cái cầu thủ ngoại binh, các cầu thủ Việt kiều đến từ cái quốc gia mà cái môn thể thao bóng rổ số 1 thế giới đó là Mỹ về Việt Nam để thi đấu, để từ đó có cái sự giao thoa và chia sẻ kinh nghiệm học hỏi giữa các cầu thủ ngoại binh đẳng cấp chuyên nghiệp cao hơn với các cầu thủ nội binh. Và tôi đánh giá cao cái sự chuyên nghiệp của đội bóng. Vì vậy khi được nhận được cái lời mời là cái đội bóng thứ 6 tham dự giải VBA, tôi đã hoàn toàn đồng ý, và các chiến binh Thăng Long đã ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Thưa chị, thường thì khi mà nhắc đến thể thao mà các doanh nghiệp họ đầu tư vào để phát triển thương hiệu thì đa phần tôi đều thấy là người ta chọn bóng đá. Vậy tại sao chị lại chọn bóng rổ? Phải chăng là chị đã nhìn ra tiềm năng của bóng rổ Việt Nam trong tương lai? Có thể nhận thấy là cái phong trào thể thao ở Việt Nam hiện nay đang phát triển rất là mạnh mẽ, và đặc biệt là cái bộ môn bóng rổ đang là một cái bộ môn của trào lưu mới, rất là văn minh, và các bạn trẻ đang rất là ưa chuộng. Vì vậy tôi nghĩ là việc đầu tư cho cái môn bộ môn thể thao bóng rổ này đang đi theo đúng cái xu hướng của thời đại. Khó có thể nhận thấy là ở Hà Nội cái phong trào về bóng rổ đang phát triển gọi là sôi động nhất cả nước. Các giải về cấp trường, cấp quận như bạn đã biết, là hoặc là những cái giải không chuyên đang rất là diễn ra rất là sôi nổi. Và cái việc mà ra đời cái đội bóng thứ hai đại diện cho thủ đô tham dự cái giải VBA, tôi nghĩ đó là giống như một cái sự phát triển tự nhiên của quy luật cung cầu. Thưa chị, gắn bó với thể thao luôn là những cái thách thức lớn đối với các doanh nghiệp, bởi vì chúng ta đã biết rằng là các đội bóng đều khó có thể sống nổi với nguồn thu từ chính thể thao. Vậy theo chị thì Thăng Long Warriors đã giải quyết vấn đề này như thế nào? Khi quyết định thành lập cái đội bóng thứ 6 Thăng Long Warriors để tham dự giải VBA thì chúng tôi có cái sự cam kết gắn kết lâu dài với đội bóng. Chúng tôi cố gắng tạo cái nhận diện thương hiệu cho đội bóng của mình thật tốt, cũng như là tạo được một cái đội ngũ cổ động viên, người hâm mộ lớn, từ đó gây được cái sự chú ý của các nhà đầu tư, của các nhãn hàng, để từ đó họ tài trợ cho đội bóng và để tăng lên cái năng lực tài chính của đội, để từ đó chúng tôi đầu tư thêm cho các cầu thủ về cái khoản lương bổng ăn ở đi lại, để tạo cái sự an tâm cho các cầu thủ khi họ tập luyện và thi đấu, thì từ đó tôi nghĩ sẽ giành được những cái thành tích cao trong thể thao. Vâng, bây giờ thì liệu chị có thể chia sẻ một đôi chút về bản thân với khán giả được hay không ạ? Ví dụ như là ngoài bóng rổ thì chị có đam mê gì khác ngoài thể thao không?
Cũng chia sẻ một chút thì ngoài cái thể thao thì tôi còn tham gia cái quản lý và điều hành cho những cái công ty của gia đình, và dành thời gian cho cái tổ ấm nhỏ của tôi. Tôi các cháu dù rất là nhỏ tuổi nhưng đều là những cái fan cứng của Bơm Bóng Rổ, chắc là có thể là giống mẹ. Tôi những thời gian rảnh rỗi tôi dành thời gian chơi thể thao, chơi bóng rổ với các cháu ở nhà. Rồi cuối tuần thì khi mà đội thi đấu thì tôi và ông xã đưa các bé đến tham gia và ủng hộ cho đội bóng. Vâng, thế ngày xưa chị cũng chơi bóng rổ ạ? Tôi cũng chơi, tôi đến với cái trái bóng cam từ những cái năm cuối cấp 2, và khi lên cấp 3 ở học ở cái trường cấp 3 có cái phong trào bóng rổ rất là mạnh, đó là trường phổ thông trung học Nguyễn Thượng Hiền ở thành phố Hồ Chí Minh, thì cái phong trào ở cái trường của tôi học về môn bóng rổ phát triển rất là mạnh mẽ, và tôi tham gia có nhiều dịp để tham gia cọ sát hơn, thi đấu cho các giải của lớp, của trường, và cũng giành những cái thành tích nho nhỏ. Dạ vâng, cảm ơn chị về những chia sẻ rất thú vị vừa rồi, và xin được chúc cho câu lạc bộ Thăng Long Warriors có thể gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn, xin hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.